Vừa rồi là một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tuấn Anh, ca khúc Nhớ Anh Thật Nhiều. Bây giờ Mỹ Tâm xin được gửi đến quý vị và các bạn một ca khúc nhạc Nhật và lời Việt. Đây là một ca khúc rất là nhiều kỷ niệm với Tâm trong khi suốt mà thời gian mà Mỹ Tâm vừa vào nghề. Và đây là một ca khúc mà do nhạc sĩ Trung Nghĩa đã viết lời Việt. Mỹ Tâm xin được gửi đến quý vị và các bạn ca khúc được mang tên Băng Mai Tình Yêu. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn.